Cũng vào sáng ngày hôm nay ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế, giao thông gặp nhiều khó khăn. Phải đến gần trưa khi có ánh mặt trời thì các ngả đường trên địa bàn thành phố mới quang đãng trở lại. Vào buổi sáng, sương mù dày đặc bất ngờ bao phủ lấy trung tâm thành phố Vinh và nhiều vùng quê, huyện thị lân cận khác. Tầm nhìn bị hạn chế xuống chỉ còn vài mét, các phương tiện tham gia giao thông đều phải bật đèn. Đặc biệt trên quốc lộ 1A từ địa bàn huyện Nghi Lộc cho đến Quỳnh Lưu, sương mù làm giảm tốc độ các phương tiện đi khá nhiều. Làn sương mù mờ ảo cũng khiến các tòa nhà cao tầng ở thành phố Vinh biến mất hoàn toàn. Nhiều khu dân cư bỗng dưng biến thành những chấm trắng li ti. Phải đến khoảng 10 giờ, ánh mặt trời bắt đầu le lói xuyên qua màn sương, các ngả đường mới bắt đầu quang đãng trở lại. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, nếu tình trạng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm càng lớn thì hiện tượng sương mù sẽ vẫn còn xảy ra tại nhiều nơi và sẽ dày đặc hơn nữa.